Ngày thi đấu thứ tư môn cầu lông Olympic đã diễn ra và xin chúc mừng vận động viên của Việt Nam Lê Đức Phát đã có trận cầu mãn nhãn giành chiến thắng trước vận động viên Fabian Roth. Với phong độ cao, Lê Đức Phát đã giành chiến thắng trước Fabian Roth của Đức ở trận thi đấu đầu tiên của mình tại vòng bảng Olympic Paris 2024 vào rạng sáng ngày 31 tháng 7, chỉ sau 2 set với tỷ số 21-10 và 21-10. Có chiến thắng ấn tượng ở trận ra quân, Đức Phát sẽ có trận tranh ngôi nhất bảng K cùng tấm vé đi tiếp duy nhất ở bảng đấu này với tay vợt cực mạnh người Ấn Độ Pranoy, hạng 13 thế giới. Trận đấu này sẽ diễn ra vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 1 tháng 8. Ở nội dung đôi nữ, trận tranh vị trí đầu bảng C giữa hai cặp đôi Matsuyama Shida với cặp đôi Kim So-young Kong Hye-young. Cặp đôi Nhật Bản đã thất bại trước cặp đôi Hàn Quốc sau 2 set thi đấu căng thẳng với tỷ số 22-24 và 24-26. Như vậy, ở nội dung đôi nữ đã có kết quả các cặp đôi vào vòng tứ kết. Trận 1 giữa hai cặp đôi hạt giống số 1 Chen Quinchen Yayifan gặp cặp đôi đến từ Bulgaria. Trận 2 là cuộc đối đầu giữa Kim So-young Kong Hye-young với cặp đôi của Malaysia Tan Thina. Ở trận thi đấu thứ 3, giữa hai cặp đôi hạt giống số 2 và số 3 của giải Baek Hanna Lee So-hee với cặp đôi Lee Siu-su Tan Ninh. Ở trận thi đấu còn lại, Matsuyama Shida gặp cặp đôi đến từ Đan Mạch. Còn nội dung đôi nam, bảng A, bảng B, bảng C, mỗi bảng đã tìm ra cho mình hai cặp đôi đi tiếp vào vòng tứ kết. Còn bảng D, hôm nay sẽ là thi đấu nốt các loạt trận để tìm ra hai cặp đôi đi tiếp. Cùng với đó là 4 trận đấu vòng tứ kết của nội dung đôi nam nữ sẽ hứa hẹn mang tới khán giả những trận cầu đầy căng thẳng và mãn nhãn. Ngày hôm nay, hai vận động viên của Việt Nam Lê Đức Phát và Nguyễn Thùy Linh sẽ có những trận đấu vô cùng quan trọng, quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Chúng ta hãy cùng nhau cổ vũ hết mình cho hai vận động viên của Việt Nam. Chúc cho hai vận động viên sẽ đạt được kết quả tốt nhất.